Thưa quý vị, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam. Việc làm cao đẹp này hòa quyện cùng tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, góp phần lan tỏa yêu thương tới cộng đồng. Sau đây là ghi nhận của bản tin An Viên 24 giờ tại thành phố Vũng Tàu. Đây là hình ảnh buổi hiến máu nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vũng Tàu, Trung tâm chuyển máu Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình thu hút hơn 300 người dân thành phố tham gia, trong đó có đông đảo tăng ni Phật tử trên địa bàn. Kết quả, ban tổ chức tiếp nhận 298 đơn vị máu, nâng tổng số đơn vị máu tiếp nhận từ đầu năm 2023 đến nay ở thành phố Vũng Tàu lên gần 5.000 đơn vị máu, vượt 15% kế hoạch tỉnh giao. Chương trình này thật là ý nghĩa. Và mình cảm giác là mình có thể giúp được cuộc đời của ai đó. Rất là tuyệt vời. Trước khoảng 10 ngày, từ khi mình nhận thông báo là mình sẽ phổ cập lên trang của chùa để cho các Phật tử, trong đó cũng có những người thì sẽ học Phật, họ sẽ hiểu được tinh thần nhập thế và tinh thần hy sinh vì những người khác và có lòng giúp đỡ đến người khác. Cho nên họ sẽ lan tỏa, mình đi trước. Rồi sẽ lan tỏa đến những người khác thì họ sẽ phát tâm và họ cũng đi mang những giọt máu của mình cho giúp đời. Chung với xã hội, gần 20 năm qua, chư tăng ni Phật tử thành phố Vũng Tàu luôn tích cực trong các chương trình hiến máu cứu người. Từ năm 2019 đến nay, ngoài các chương trình hiến máu định kỳ khác, mỗi năm Hội Chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu sẽ phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và Trung tâm chuyển máu Chợ Rẫy tổ chức riêng một chương trình hiến máu cho chư tăng ni Phật tử. Đến nay, chương trình đã thu hút gần 2.000 lượt tình nguyện viên tham gia với hơn 1.000 đơn vị máu được tiếp nhận. Trong cái tinh thần phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, thì tất cả tăng ni Phật tử cũng tích cực tham gia công tác hiến máu nhân đạo để mình đem một cái phần thân thể của mình hiến tặng cho cái đời sống của người khác, giúp người khác vượt qua cái bệnh tật và khó khăn. Dự kiến trong năm 2024 thì giữa Hội Chữ thập đỏ thành phố Vũng Tàu và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Vũng Tàu cũng dự kiến là sẽ tăng lên, mình tổ chức hai đợt trong một năm để nâng cao vai trò của các chương trình phối hợp cũng như là nâng cao cái sự đóng góp của tăng ni Phật tử vào cái phong trào hiến máu tình nguyện ở tại thành phố Vũng Tàu. Thông qua thực hành hạnh nguyện Bồ Tát Đạo, chư tăng ni Phật tử thành phố Vũng Tàu đã góp phần tô thêm nét văn hóa hiến máu cứu người, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, mang giọt máu ấm áp, nghĩa tình đến với hoàn cảnh thiếu may mắn.